Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 9 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay trước cửa của Tòa Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Berlin. Và cũng tại đây, cách đây 2 năm vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 thì đã xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và ông ta đã bị nhốt ở đây 2 ngày và sau đó đưa về Cộng hòa Séc và Slovakia, sau đó đưa về Việt Nam. Cũng trong cái diễn biến này thì các bạn cũng biết ở tại Việt Nam vừa qua đã xảy ra những cái sự việc rất nghiêm trọng, đó là việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 vào trong thềm lục địa của Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế tại bãi Tư Chính. Ngoài cái việc mà Mỹ, châu Âu và các nước đưa phản đối thì Việt Nam gần đây bắt đầu đưa công hàm phản đối và họ chỉ rõ Trung Quốc là cái nơi khởi nguồn của những bất đồng. Họ đưa những cái con tàu ra để tuần tra, để húc các tàu Việt Nam và để đàn áp những cái người dân Việt Nam đi đánh cá ngay trên bờ biển của mình. Vậy bây giờ Việt Nam bắt đầu đang tham khảo và xem xét về cái chính sách 3-0 sẽ như thế nào, liệu có tiếp tục duy trì hay không, hay là phải bãi bỏ chính sách 3-0 đã tồn tại từ trước đến nay. Và các bạn đã biết chính sách 3-0 này của Việt Nam đã gây hại cho Việt Nam rất nhiều và làm suy yếu Việt Nam, cũng như làm cho Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Với cái điều đầu tiên đó là không tham gia liên minh quân sự với nước nào. Thì các bạn cũng thấy đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam bắt tay ông Tập Cận Bình vào cái chuyến đi thăm Bắc Kinh lần trước. Và trong cái thông tin mà ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như chính phủ Việt Nam và Đảng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra thì họ vẫn duy trì cái chính sách 3-0 này từ rất lâu. Và đây là một chính sách mà Việt Nam đơn phương đưa ra. Và khi đơn phương đưa ra và họ cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào họ cũng có thể bác bỏ và loại bỏ cái chính sách này, không tiếp tục sử dụng để áp dụng cho những cái quan hệ đối ngoại cũng như đối nội của Việt Nam. Và khi mà không tham gia vào các liên minh quân sự ở nước nào thì các bạn đã biết Trung Quốc thì liên tục tham gia và xâm lấn những vùng biển đảo của Việt Nam. Đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn thông tin. Đây là ảnh của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Henry Hesse trưng bày hình ảnh Trung Quốc xây dựng bãi chữ thập tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Và Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần số đường băng trên đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau video clip này để các bạn biết. Và cái việc xây dựng của Trung Quốc thì rất là nhanh. Có những nguồn tin của những người trực tiếp ra ngoài những cái đảo đó đã thông báo cho chúng tôi rằng Trung Quốc họ đã hút cát ở những cái bờ biển xung quanh và họ phun lên trên, bồi đắp lên trên và họ dùng những công nghệ rất mới, tức là họ trộn với hóa chất và chỉ sau một thời gian rất ngắn là những cái đụn cát đó đã cứng như là bê tông. Và đấy là cái điều mà Trung Quốc đã xây dựng rất nhanh những hòn đảo này và xây dựng cái đường băng để cho những chiếc máy bay chiến đấu có thể cất và hạ cánh ở đây, cũng như họ xây dựng những cái kho dành cho quân cảng, cho hậu cần của họ và lắp đặt các hệ thống tên lửa, các hệ thống pháo ở trong những cái quần đảo, hòn đảo mà họ chiếm được của Việt Nam này. Và các bạn nhìn thấy, ở đây là hình ảnh của bên phía Mỹ chụp được và họ đã đưa lên trên mạng để cho nhiều người biết và các hãng thông tấn xã khác cũng biết để đăng tin. Tuy nhiên những hình ảnh như vậy thì chưa xuất hiện được một cách đầy đủ ở trong báo chí trong nước. Và chính vì Việt Nam dường như cảm thấy sức ép quá lớn từ Trung Quốc, bởi vì các bạn đã biết Trung Quốc với hơn 1 tỷ dân và tiềm lực kinh tế của họ rất lớn và cái sản xuất vũ khí cũng như xuất khẩu vũ khí của họ ra nước ngoài cũng là khổng lồ. Vậy Việt Nam là một cái nước mà chuyên đi nhập khẩu lại những cái vũ khí đó thì họ sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của những cái nước như Nga, như hoặc là những vũ khí cũ của Liên Xô trước đây, thì và nó tương đồng với vũ khí mà Trung Quốc đã sản xuất thời gian qua. Nhưng Trung Quốc đã phát triển rất mạnh về quân sự, họ đã đóng mới rất nhiều những cái tàu chiến để họ có thể tham gia tuần tiễu, tuần tra ở những vùng biển, và ngay cả những vùng biển mà gọi là vùng biển lưỡi bò thì Trung Quốc cũng đã luôn đưa tàu ra để đe dọa, hăm dọa tàu bè, tàu thuyền Việt Nam. Và thậm chí cả những hình ảnh mà như thế này các bạn cũng đã bắt gặp trên truyền hình, truyền thông của trong nhà nước, đó là việc tàu Trung Quốc đã húc vào tàu cảnh sát biển của Việt Nam và gây ra những cái hậu quả rất đáng tiếc, đó làm hư hại nặng nề những chiếc tàu của cảnh sát biển Việt Nam và làm bị thương rất nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. Không những thế mà trước đó thì Trung Quốc đã liên tục có những cái động thái khác nhau, đó là việc họ đã chiếm đảo Cạc Ma và bắn chết 64 chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam ở đây.
Và trước đó vào năm 1974, họ đã nhân cái lúc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam để họ đã cưỡng đoạt với toàn bộ cái vùng chủ quyền Việt Nam, đó là vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rất rộng lớn ở đó, mà cho đến nay thì Trung Quốc vẫn chưa trao trả lại những cái quần đảo này, và họ đã thiết lập những căn cứ quân sự rất lớn và là cái nơi căn cứ hậu cần để tiếp tế cho những cái tàu tuần tra của Trung Quốc. Và chính vì vậy dường như Việt Nam cảm thấy là không thể đứng một mình trước những cái đe dọa của Trung Quốc, cho nên liên tục đã có những cái vận động của Việt Nam đối với quốc tế và đặc biệt là với Mỹ. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy truyền thông quốc tế đã đưa là vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, Phó Thủ tướng Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok, Thái Lan. Và tại đây hai ông đã trao đổi những cái vấn đề mà hai nước cùng quan tâm. Mỹ rất quan tâm đến vấn đề chủ quyền Biển Đông của Việt Nam và đặc biệt là vấn đề tự do hàng hải, vấn đề không để cho Trung Quốc tiếp tục thao túng cái vùng biển này. Vậy cái việc, cái câu hỏi mà trong cái chính sách 3-0 đó là không tham gia liên minh quân sự với nước nào, chắc chắn trong thời gian tới sẽ được Việt Nam xem xét lại. Bởi vì chỉ có khi tham gia vào những tổ chức quốc tế như vậy, chỉ có thể tham gia vào những cái tổ chức như NATO như thế này, thì Việt Nam mới có thể bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Và các bạn thấy đây hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cái cuộc gặp các khối NATO, và ông ta đã muốn xây dựng NATO vững mạnh hơn và các nước phải đóng thêm cái lệ phí để NATO có thể chi trả cho những hoạt động quân sự ngày càng nhiều của mình trên khắp thế giới. Và điều thứ hai là Việt Nam trong cái chính sách 3-0 nói rằng là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Thì các bạn phải biết là lãnh thổ Việt Nam rất rộng lớn, và đặc biệt là về phía Biển Đông. Thì đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy là cả cái vùng rất rộng lớn của Biển Đông mà đã bị Trung Quốc dùng đường lưỡi bò, họ đã vẽ đường lưỡi bò để họ liên tục xâm phạm, và họ nói rằng là Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc. Đó là hình lưỡi bò, và cái hình lưỡi bò này thì nó bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông. Ở Việt Nam của chúng ta giống như là nằm ở trong một cái góc nhỏ và bị họ bao vây xung quanh. Và rõ ràng là với cái phát ngôn này của Trung Quốc trong cái Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong thời gian vừa qua, họ muốn nói rằng họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cho cái đường lưỡi bò này của họ. Vậy nếu Việt Nam không cho các nước đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để chứng minh rằng tự do hàng hải, tự do đi lại phải được thực thi, thì cái đường lưỡi bò này nó sẽ ngang nhiên, nó trở thành thực tế, và tàu thuyền cũng như là cảnh sát biển và người ngư dân Việt Nam sẽ không được phép bén mảng vào những khu vực mà đường lưỡi bò Trung Quốc đã vẽ ra. Và các bạn thấy nó biến tất cả vùng biển rất lớn của Việt Nam thành như là lãnh thổ của Trung Quốc, và điều này không thể chấp nhận được. Chính vì vậy Việt Nam cũng phải cân nhắc về việc là cho các nước đặt căn cứ quân sự, và cụ thể có thể là từ châu Âu, có thể là Mỹ, và có thể là Pháp, hoặc là nhiều nước khác, thì Việt Nam nên cân nhắc cái điều này, bởi vì không thể giữ mãi cái việc này để làm cho Trung Quốc càng ngày càng hung hãn hơn ở trên bờ biển của Việt Nam. Và ngoài ra ngày hôm nay cũng đã có bắt đầu có thông tin mới là Việt Nam phản đối chính sách giáo khoa Trung Quốc sai sự thật về chủ quyền Biển Đông. Thì các bạn biết rằng Trung Quốc là một nước rất là đông dân, và họ luôn luôn giáo dục người dân của họ Việt Nam giống như là một cái nước nhỏ ngày trước đã tách ra khỏi Trung Quốc, và bây giờ giống như chư hầu của Trung Quốc. Cho nên là họ đã đưa vào sách giáo khoa của họ những cái thông tin trái với sự thật. Xin trích nguyên văn như sau: Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 8 phản bác thông tin trái với sự thật trong bộ sách giáo khoa sắp ra mắt của Trung Quốc, trong đó nói Biển Đông là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại, và khẳng định đây là hành động không có lợi cho quan hệ hai nước. Bài viết của tờ Global Times đưa ra một ví dụ trong những nội dung được cải biên trong bộ sách giáo khoa lịch sử cho học sinh trung học, khi trích lời giáo sư sử học Yen Xiaobing nói rằng cụm đảo Điếu Ngư, tức là thuộc vùng biển phía đông của Trung Quốc, và biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại, và Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện ra, đặt tên và tuần tra các khu vực này. Thì đây là cái thông tin mà Trung Quốc đang muốn đưa vào các sách giáo khoa cải biên tới đây. Và tất nhiên với thông tin này thì hơn 1 tỷ người Trung Quốc sẽ được học, và thế hệ trẻ Trung Quốc sẽ được học, và họ sẽ cứ theo những cái thông tin này họ làm, và họ cứ như vậy mà họ nói, thì Việt Nam của chúng ta rất khó khăn khi đấu tranh với Trung Quốc. Và đây là cái điều mà Việt Nam bắt đầu đưa ra cái phản đối một cách chính thức và chỉ thẳng Trung Quốc, thì là một cái đáng khích lệ. Vậy thì Việt Nam không thể đứng một mình, mà Việt Nam phải có quốc tế. Bởi vì khi quốc tế không công nhận những cái thông tin trong những quyển sách giáo khoa này,
thì đương nhiên là Việt Nam cũng sẽ có lợi ở chỗ là khi quốc tế bác bỏ thì Việt Nam cũng được đồng hành cùng Việt Nam để đấu tranh với Trung Quốc với những cái luận điệu sai trái này. Nhưng một cái điều mà Việt Nam đang gặp phải đó là Việt Nam, cái người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam lại là một cái người rất là bảo thủ và trì trệ. Đó là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà các bạn thấy hình ảnh ở đây. Ông ta đã ốm, ông Nguyễn Phú Trọng đã bị ốm, tức là bị đột quỵ tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019. Và cho đến nay thì ông ta đã tạm thời ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, ông ta vẫn phải tập để những cái cử động của mình cũng như là về cho những hoạt động của não để tránh cái trường hợp là sẽ bị đột quỵ lần thứ hai. Và không những thế, ông Nguyễn Phú Trọng đã hiện nay đã nắm giữ một lúc cả hai chức vụ cao nhất là của Đảng, là Đảng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái cường độ lao động của sẽ phải rất lớn, nhưng sức khỏe của ông quá yếu và cái trí tuệ của ông thì quá kém, quá thấp, bởi vì cái đào tạo của ông Nguyễn Phú Trọng là đào tạo dưới cái mái trường của Liên Xô cũ, được 23 tháng tại Liên Xô vào những năm 1980, và ông ta học về xây dựng Đảng. Thế thì cái điều đó là rất là bất lợi cho Việt Nam, bởi vì với những cái người mà học với cái kiến thức cũ, sau đó họ tiếp tục họ vận hành cái kiến thức cũ đó cho người dân Việt Nam thì chắc chắn là những cái vấn đề lạc hậu, những vấn đề là không phù hợp với cả luật pháp quốc tế, không phù hợp với tình hình thực tiễn sẽ đưa Việt Nam chúng ta trở nên thành một nước lạc hậu. Vậy thì đây là cái điều mà Việt Nam cần phải thay đổi trong thời gian tới, đó là một cái người quá nhiều tuổi như ông Nguyễn Phú Trọng cần phải về hưu, cần phải dưỡng sức và cần phải có những thế hệ trẻ thông minh hơn, hiểu biết hơn về mọi mặt lên để nắm giữ và điều hành đất nước, thì như vậy Việt Nam của chúng ta mới có thể thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc, và có như vậy thì chúng ta mới sánh vai các cường quốc Nam Châu được. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ 6, mùng 9 tháng 8 năm 2019, và về đề tài là Việt Nam cân nhắc bãi bỏ chính sách 3-0 trong thời gian tới. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Các bạn hãy để lại bình luận ở sau video này, cũng như gửi những thông tin mà các bạn muốn được biết trong thời gian nhanh nhất và ngắn nhất. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và cung cấp đến các bạn một cách trung thực. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Chào các bạn.